Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Thiệp, 50 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, khoảng tháng 4 năm 2020, bà NTKT trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, có thỏa thuận mua một căn hộ tại chung cư An Cư 5 thuộc địa bàn phường Nại Hiên Đông do Thiệp làm chủ sở hữu với giá 1 tỷ 100 triệu đồng. Cả hai thỏa thuận đồng ý mua và bà T đặt cọc 100 triệu cho Thiệp. Đầu tháng 5 năm 2020, Thiệp liên hệ và được bà T cho mượn 700 triệu đồng. Sau đó Thiệp giới thiệu với bà T một lô đất số 51 tại bản đồ 90 thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, hiện đang cần bán. Vì tin tưởng Thiệp, bà T tiếp tục đồng ý mua với giá 1 tỷ 600 triệu đồng, đưa trước 800 triệu đồng và được Thiệp hẹn 3 tháng sau sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực chất lô đất này thuộc sở hữu của người khác và Thiệp không hề liên quan. Tháng 7 năm 2020, bà T đòi Thiệp số tiền đã mượn thì được hứa hẹn để cộng dồn vào lô đất số 51 nên bà T đồng ý. Đến thời gian giao hẹn, Thiệp cắt đứt mọi liên lạc với bà T. Tổng số tiền chiếm đoạt là 1 tỷ 600 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Các bị hại có liên quan khác.